xuân mãi mãi đẹp tươi. Xuân trong tim ta như đóa hoa rạng ngời, bao nhiêu yêu thương xuân kết lên cho đời, mong cho nhân gian không còn hờn oán và mùa xuân mãi của mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư cùng toàn thể đạo tràng đồng nhất tâm niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên chư tôn thiền đức, kính bạch Thượng tọa Giảng sư. Hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, nhân khóa tu an lạc niệm Phật một ngày lần thứ 123, với chí nguyện quần pháp di sự nghiệp lời sanh di bổn hoài, Thượng tọa Giảng sư đã từ bi ai mẫn đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng con về đây để ban bố thời pháp nhũ sáng hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Giảng sư Quỷ Viên ban quần pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, trú xứ trụ trì chùa Bủ Liên thành phố Cần Thơ, thượng tọa giảng sư đạo hiệu Thích Minh Thành đến với đạo tràng. Xin mời quý Phật tử đồng ngồi để thính pháp. Chúng con xin đê đầu cung thỉnh pháp âm của thượng tọa giảng sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh. Lời nói đầu tiên, Thầy xin kính chào toàn thể đạo tràng Chùa Tiên Châu nhân mùa xuân mới. A Di Đà Phật. Đây là khóa tu lần thứ 123, nhưng mà cũng là khóa tu đầu xuân năm Kỷ Hợi, phải không quý Phật tử? Khóa tu đầu xuân năm Kỷ Hợi. Cho nên hôm nay đạo tràng của chúng ta câu hội về đây, mình ngồi quây quần bên nhau mình tu. Trong cái nắng xuân nó còn ấm, trong cái hơi xuân nó còn mát, trong cái gió xuân nó còn thổi, và trong tình xuân nó vẫn còn động lại đó đây khắp tất cả xung quanh đạo tràng Chùa Tiên Châu của chúng ta. Chính vì quý Phật tử đến đây nghe pháp nhân dịp đầu xuân, cho nên khuôn mặt của quý Phật tử ai cũng rạng rỡ mùa xuân hết. Người nào cũng có một cái niềm vui, nó thể hiện trên khuôn mặt của mình. Niềm vui thể hiện qua đôi môi hay cười, niềm vui thể hiện qua đôi mắt cũng biết cười. Cho nên hôm nay là cái ngày mà quý Phật tử nạp cái năng lượng của Phật rất là nhiều. Bởi vì mùa xuân là cái mùa của Phật. Quý Phật tử nhớ nha, mùa xuân là mùa từ vô lượng tâm. Còn cái mùa hè, mùa hạ là mùa bi vô lượng tâm, mùa thu là mùa hỷ vô lượng tâm, và mùa đông là mùa xả vô lượng tâm. Cho nên bốn mùa xuân hạ thu đông là bốn mùa từ bi hỷ xả. Cho nên mùa xuân là mùa từ vô lượng tâm, cho nên mùa xuân vẫn còn gọi là mùa của yêu thương. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên quý Phật tử thấy không, mùa xuân là mùa của yêu thương. Cho nên cái ông Phật mà đại diện cho mùa xuân là ông Phật của mùa xuân, phải không? Phật Di Lặc. Cho nên mùa xuân là mùa từ bi, cho nên thể hiện Đức Phật Di Lặc là hỷ xả. Cho nên mùa xuân là mùa yêu thương, cho nên hoa mùa xuân là hoa yêu thương. Quý Phật tử thấy mùa xuân hoa mai, hoa cúc, hoa vạn thọ nở đầy hết, phải không? Nhưng mà mình là con của Phật thì mình cũng phải hiểu tất cả các loại hoa nó đều trổ nhân dịp mùa xuân. Nhưng mà tại sao người ta lấy hoa mai để mà người ta làm cứu cánh, lấy hoa cúc làm cứu cánh, lấy vạn thọ làm cứu cánh? Thật sự ra hoa mai là tượng trưng cho một cái bình minh, tượng trưng cho một cái gì đó nó bắt đầu. Cho nên sáng sớm đi làm, cho nên hoa mai là tượng trưng cho sự gồng gánh của tình cha. Hoa mai đó, hiểu không quý Phật tử? Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Ý muốn nói là tình thương của cha không bao giờ rụng hết, luôn luôn lúc nào cũng gồng gánh để mà che chở cho đàn con. Còn hoa cúc là tượng trưng cho tình mẹ, bởi vì lấy cái câu sanh hề phụ ngã, mẫu hề phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Cho nên cái chữ cúc ở đây là dưỡng dục, là ấp yêu, là chắc chiêu, là nuôi dưỡng chúng ta. Cho nên cái hoa cúc là tượng trưng cho tình mẹ, hiểu không quý Phật tử? Cho nên nó mùa xuân mà quý Phật tử có một cây mai, có một chậu cúc, có nghĩa là mình đã tôn thờ tình cha và tình mẹ. Và chính giữa chậu mai và chậu cúc là chậu vạn thọ để mà cầu nguyện cha mẹ sống đời với con, hiểu không? Cho nên chân bông là phải hiểu như vậy, chân hoa là phải hiểu như vậy. Mùa xuân, còn này mùa xuân mình cứ mua bông tùm lum về rồi mình cứ để tùm lum như vậy thì nó cũng không đẹp lắm, nhưng mà nó không có ý nghĩa. Cho nên cái cây mai ở giữa nhà, hoặc là một chậu mai, một cành mai hay là một nhánh mai là tượng trưng cho tình thương của cha. Ốm yếu gầy guộc như là cây mai vậy đó, nhưng mà vẫn gồng gánh nuôi dưỡng con của mình, hiểu không? Còn cúc là tình thương của mẹ chở che, nuôi nấng, dưỡng nuôi, bảo bọc cho mình.
Còn ở chính giữa là cái dạng thọ để tượng trưng cho cái là cái Tết nào cũng vậy hết. Con cầu nguyện cho cha mẹ sống đời với con, sống dạng thọ với con. Đó, cho nên hôm nay đó quý Phật tử thấy rằng là tất cả những thể hiện ra cái Tết là hoa. Nhưng mà người con Phật của chúng ta, cái hoa nào quý Phật tử biết không? Người con Phật của mình hoa nào là hoa quan trọng? Hoa lam, hiểu không? Ở ngoài đời ta có hoa mai, hoa cúc, hoa dạng thọ. Nhưng mà mình là người con Phật, ngoài tất cả những cái loài hoa để đón xuân đó, quý Phật tử còn có một đóa lam hiền, hiểu không? Một đóa hoa lam hiền. Thì hôm nay trong đạo tràng của chúng ta là trên dưới hơn cả 200 cái Phật tử, là 200 cái đóa hoa lam hiền trong cái vườn hoa của đạo tràng Tiên Châu này. Cho nên đó, đóa hoa lam hiền còn tượng trưng cho đóa hoa của yêu thương đó quý Phật tử. Hiểu không? Mùa xuân là mùa yêu thương, quý Phật tử là những đóa hoa yêu thương. Cho nên muốn yêu thương thì quý Phật tử ơi phải trân trọng mình, tôn trọng tất cả những người xung quanh mình, tôn trọng tất cả con người, vạn loài và vạn vật nữa. Cho nên đề tài của buổi sáng hôm nay thì gửi đến đạo tràng của chúng ta, đề tài được mang tên là Hãy Tha Thứ Cho Nhau. Mùa xuân là mùa yêu thương, cũng là mùa tha thứ đó quý Phật tử. Hiểu không? Cho nên Tết ai cũng bỏ qua hết, phải không? Tết cái gì cũng bỏ qua hết thôi mà, Tết nhất thôi bỏ qua đi. Cho nên mùa xuân là mùa yêu thương, mà mùa yêu thương cũng chính là mùa tha thứ. Bởi vì sao quý Phật tử biết không? Chỉ có những người dám yêu thương thì những người đó mới dám tha thứ. Còn những người không có dám yêu thương ai hết thì cũng không bao giờ tha thứ cho ai. Hiểu không? Cho nên mình dám yêu thương tất cả mọi người thì mình mới dám tha thứ cho mọi người. Cho nên cái điều mà Thầy muốn nói với quý Phật tử đầu tiên hết là mình tha thứ cho ai và mình yêu thương ai. Đạo tràng chùa Tiên Châu nè, mình có yêu thương mình không? Có không? Sai rồi. Tất cả chúng ta chưa yêu thương chúng ta một miếng nào cả. Quý Phật tử không thương mình đâu. Quý Phật tử đang hành hạ mình nè, đang xô đẩy mình nè, đang chà đạp mình nè. Phải không quý Phật tử? Thầy nói ví dụ cho bây giờ là một người con Phật rồi, mình đi đến chùa, mình phải làm sao cho mọi người xung quanh nhìn mình để mà trân trọng. Nhưng mà quý Phật tử vô trong chùa mà mình còn chửi lộn trong chùa, tức là tự mình chà đạp mình rồi, đâu có thương mình đâu. Phải không? Mình là người con Phật, mình phải biết yêu thương chính mình. Còn đằng này đó quý Phật tử xô mình vào trong hầm lửa hoài. Đức Phật dạy con ơi, đừng có bước vào hầm lửa, con phải biết thương con, đừng nhảy vào hầm lửa nữa. Nhưng mà mỗi lần mình giận ai, cái bắt đầu mình xô mình vào trong hầm lửa. Quý Phật tử ơi, mình đã giam cầm và xô đẩy linh hồn mình vào trong hầm lửa sân hận. Đạo tràng chùa Tiên Châu, hôm Tết tới giờ có giận ai không? Mô Phật có. Hiểu không? Tổng Tết tới giờ hơn nửa tháng rồi là có giận chứ không phải là không giận đâu. Quý Phật tử ơi, mình còn giận, tức là mình chưa thương mình. Thấy không? Mình không thương mình thì gọi là mình làm sao gọi mình là đóa hoa lam hiền được đây? Mình không thương mình thì làm sao có hoa yêu thương trong trái tim của mình được? Cho nên quý Phật tử ơi, cái chuyện mà nói để thương chúng sinh, con thương vạn loài chúng sinh, con hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, chuyện đó là cái chuyện của đầu môi chót lưỡi. Cái điều mà Đức Phật muốn dạy chúng ta đó là trước hết để mà yêu thương chúng sanh, yêu thương vạn loài, thì quý Phật tử ơi, chúng ta phải biết yêu thương mình. Cái bà đó, bà Lợi, không biết bà vô tình hay cố ý, bà nói chuyện ơi, cái bà này mà bà đi chùa cái gì, bà vô chùa bà kiếm ăn, ví dụ vậy đó. Rồi tự nhiên bắt đầu giận lên, cái bỏ chùa ngoe ngoảy đi về. Cháu ngoại nó nói sao bữa nay ngoại đi chùa Tiên Châu về mặt ngoại buồn vậy, nó chửi tao ở chổng á. Rồi cháu ngoại dọn cơm lên cho ăn, cái nói tao giận nó, tao no rồi tao không ăn. Sáng hôm sau cái bắt đầu cái hôm này tao ngủ không được, tao nhắm mắt rồi tao thấy nó không. Thì quý Phật tử ơi, cái bà đó họ đã dùng cái miệng xấu của họ, họ đã ngậm rác rưởi của ngôn ngữ trong miệng họ, rồi họ phun rác rưởi ngôn ngữ ra trước mặt mình. Cái miếng rác đó nó chưa trúng vào trong mình của mình, mà quý Phật tử ơi, mình là người con Phật, mà quý Phật tử khom lưng xuống rồi ôm cái đống rác đó đi về mới ghê chứ. Tại sao mình là những người con Phật, là những đóa hoa lam hiền, là những đóa hoa yêu thương? Tại sao mình không ôm bông sen của Phật để mà mình đi về cảnh giới của Phật?
đi về cảnh giới của thanh tịnh. Mà quý Phật tử ơi, người ta phun xuống chưa chắc gì đã đụng vào mình, rồi mình ôm cái đống rác đó rồi đi về mình chia cho con mình một miếng, cho cháu mình mỗi một đứa một miếng, phải không? Người ta đã hành hạ mình rồi, người ta sỉ vả mình rồi, người ta nhục mạ mình rồi, người ta nói bà vô chùa bà kiếm ăn, tức là người ta không tôn trọng mình rồi. Vậy mà quý Phật tử đi về mình vẫn không tôn trọng mình, hiểu không? Mình hành hạ mình thêm đó quý Phật tử. Mình hành hạ mình không cho mình ăn cơm luôn, rồi không cho mình ngủ luôn. Tại sao mình hành hạ mình vậy? Vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta chưa bao giờ biết yêu thương chính bản thân chúng ta, hiểu không? Nghe nói họ có yêu thương mình không? Dạ có rần hết. Nhưng mà thật sự ra trên đoạn đường đi về Phật, ta đã từng giết chúng ta hàng trăm hàng triệu lần, giết chết chúng ta. Quý Phật tử ơi, tự mình sân lên tức là mình đốt cháy, tự mình sân lên là mình đốt cháy, mình đốt cháy không biết bao nhiêu muôn ngàn cái công đức của mình. Cho nên quý Phật tử ơi, hãy yêu thương mình một chút. Bây giờ hôm nay ngày 17 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, ngày khóa tu 123, khóa tu đầu xuân, khóa tu đầu tiên của năm mới, đạo tràng chùa Tiên Châu một chút xíu nữa dám lên hứa với Phật rằng từ đây cho tới cuối năm thôi, 365 ngày, con sẽ tập yêu thương con, được không? Từ đây cho tới cuối năm 365 ngày, chúng con sẽ tập thôi. Con tập để con yêu thương con. Thì người ta chửi con tức người ta đã không thương con rồi, thì con về con gán con thương con một chút, tức là con không giận người ta, hiểu không? Mình không giận người ta tức là mình đang thương mình đó quý Phật tử. Vì mỗi lần mình giận tức là quý Phật tử đã giết chết mình một lần, hiểu không? Cho nên Đức Phật nói con người của chúng ta là muôn lần chết muôn lần sống lại. Quý Phật tử ơi, mình tưởng đâu là chết tức là tắt thở, không phải. Mỗi lần giận lên là chết, mỗi lần giận lên là chết thêm lần nữa, mỗi lần giận lên là chết thêm lần, cứ mỗi lần chết như vậy rồi sống lại, rồi chết rồi sống lại, xuống địa ngục sân hận hoài luôn. Quý Phật tử ơi, trong kinh Địa Tạng nói rằng là tự chúng ta đã tạo ra địa ngục mà từng bận lửa lớn bay tắp vào người tội. Đạo tràng chùa Tiên Châu có đọc kinh Địa Tạng không? Từng bận lửa lớn bay tắp vào người tội, hoặc là xung quanh ngục toàn là lửa. Ví dụ vậy, có chó sắt, có chó lửa, nó cắn đầu người tội vân vân. Thì quý Phật tử ơi, cái địa ngục đó do chính chúng ta tạo nên. Ta tự giam cầm ta trong địa ngục đó quý Phật tử à. Hiểu không? Ta tự giam cầm ta trong địa ngục, mình còn giận bà đó, tức là tự mình giam cầm trong địa ngục của bà đó. Cuộc đời của chúng ta, quý Phật tử cứ gửi gắm cái linh hồn của mình lên bờ môi của thiên hạ. Hiểu không? Mình gửi linh hồn của mình gửi niềm vui của mình lên bờ môi của thiên hạ. Cho nên thiên hạ muốn mình cười, cái thiên hạ làm bộ khen mình câu, khen xạo thôi, khen dối thôi. Nhưng mà muốn mình cười khen mình một câu, cái bắt đầu mình vui theo. Thiên hạ muốn mình giận, muốn mình bỏ chùa Tiên Châu, không muốn cho mình vô chùa Tiên Châu tu nữa, nói nặng mình một câu là mình bỏ chùa. Suốt cả cuộc đời của chúng ta mãi mãi là món đồ chơi của thiên hạ, hiểu không? Cho nên phải hứa với Phật, từ đây về sau con là tự chủ, con quyết định trong cuộc đời của con. Bà đó khen con không dội mừng, bà đó chê con không dội buồn, hiểu không quý Phật tử? Thì như vậy chúng ta mới yêu thương chúng ta đó. Năm mới rồi phải làm sao cho mình mới thêm một chút, hiểu không quý Phật tử? Bữa nay thầy mừng lắm, thầy ngồi trên đây thầy nhìn xuống thấy mặt ai cũng mới hết luôn, đúng không? Rất là tươi, hiểu không? Rất là mới luôn. Quý Phật tử ơi, một năm mới trôi qua, tức là tất cả những cái cũ kỹ gì của năm cũ mình cho nó đi vào quá khứ hết đi, hiểu không? Tất cả những buồn vui tham sân hận này kia, yêu thương ghét muốn, quý Phật tử ơi, cho nó trôi về dòng sông của dĩ vãng. Để năm mới bắt đầu chúng ta khởi động một ngày mới, khởi động một cái năm mới, một giờ mới, một ngày mới, một cuộc đời mới của chúng ta. Chúng ta phải khởi động lên để chúng ta yêu thương chúng ta cái đã, phải không? Mà quý Phật tử có yêu thương mình rồi, quý Phật tử mới tha thứ cho chính mình. Hãy tha thứ cho nhau, đầu tiên hết hãy tha thứ cho tôi, hiểu không? Quý Phật tử có từng tha thứ cho mình không? Có không? Không ai tha thứ cho mình hết á. Mình làm một điều gì đó, cái quý Phật tử cứ rây rứt trong lòng, cứ ăn năn hoài, buồn hoài. Phải về tôi đừng làm cái đó,
Thí dụ như bây giờ thầy nói cho một cái câu chuyện đơn giản thôi. Khi mà thầy đi qua bên Đức thầy giảng đó, cái cô này nè, cũng có một đứa con 13 tuổi, gái. Rồi gia đình đó, chú bác mới đi biển chơi, rồi mới cho xin cho cô con gái này đi theo. Thì hai vợ chồng ở nhà cho con mình đi theo chú bác đi chơi biển mà. Rồi xong rồi cái đi chơi biển, rồi bị sóng biển nó cuốn đi, rồi cô bé bị đuối nước, cô bé chết. Vậy mà hai vợ chồng tới 49 ngày rồi mà vẫn còn ôm cái nấm mộ mà cứ nói là lỗi của ba mẹ không. Phải ba mẹ không cho con đi thì con không chết, mà cứ như vậy hoài. Không tha thứ cho chính bản thân mình được, hiểu không quý Phật tử? Và chúng ta cũng vậy, có đôi khi chúng ta không tha thứ cho chính mình. Cho nên hãy tha thứ cho nhau, trước hết mình dám tha thứ cho mình cái đã. Mình dám tha thứ cho mình thì mình mới có thể tha thứ cho tất cả mọi người. Quý Phật tử hiểu không? Mình phải tha thứ đi quý Phật tử, mình phải thoát đi tất cả những cái gông cùm xiềng xích. Có hai nhà sư bị tù, chế độ nó bắt nó giam cầm thôi. Cái nạn pháp nạn mà bắt giam cầm hai nhà sư 9-10 năm trời tra tấn hành hạ, sau đó mới trả tự do cho hai nhà sư. Nhà sư thứ nhất hỏi nhà sư thứ hai: anh đã ra tù chưa? Nhà sư thứ hai trả lời: tôi đã ra tù mà tôi còn hận tụi nó lắm. Nhà sư thứ nhất mới trả lời: vậy thì ngài vẫn còn ở tù. Hiểu không? Người ta thả mình ra khỏi cái nhà tù ở cuộc đời, nhưng mà mình còn hận người ta, tức là mình còn giam cầm mình trong nhà tù của tâm linh. Hiểu chưa quý Phật tử? Cho nên từ đây về sau đừng có giận ai hết. Giận là tự mình giam cầm trong tù nữa đó quý Phật tử ơi. Sống hãy chắp đôi cánh tự do lên đi, để chúng ta bay. Đúng không? Mình có tự do mình mới tự tại, mà có tự tại đó mình mới có thể về cảnh giới của Phật được. Còn quý Phật tử ơi, muốn bay về cõi Phật mà đeo gông, đeo cùng, đeo dây xích, đeo dây nhợ tùm lum hết. Đi lên tới cõi Tây Phương rồi Phật A-di-đà nói: mẹ ơi, sao mà đeo tùm lum lủng lẳng vậy con? Về Tây Phương rồi không có đeo cái gì hết đó, sơ sơ thôi là quý Phật tử đeo 5 sợi rồi đó. Hãy nói cơ bản là mỗi một người trong chúng ta, mỗi một người là quấn xung quanh mình là 5 sợi dây rồi. Người ta gọi là 5 sợi dây thòng lọng đó. Sợi dây thứ nhất là tiền tài, có không? Đạo tràng mình có quấn sợi dây tiền tài xung quanh mình không? Mô Phật quấn nhiều vòng lắm, mưa thưa thầy, quấn nhiều vòng lắm, tiền tài quấn nhiều lắm. Một sợi dây thứ hai là danh vọng, tiền tài thứ ba là sắc đẹp, tiền tài thứ tư là ăn uống, tiền tài thứ năm là dòng thứ năm, và sợi dây thứ năm là ngủ nghỉ. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ, tài, sắc, danh, thực, thùy. Hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta đều bị quấn quanh như vậy. 5 cọng dây đó nó toàn ten mình hoài. Quý Phật tử ơi, linh hồn mình nó treo lủng lẳng. Hiểu không? Xuống hổng xuống mà lên hổng lên, nó lủng lẳng trong cái địa ngục lưng tưng vậy hoài. Đó rồi làm sao đây? Đạo tràng của mình có ai mà không thích xài tiền không? Có không? Thầy hỏi tới câu hỏi này, cái quý Phật tử im lặng nhìn xuống không? Dạ mô Phật, tụi con ai cũng khoái tiền hết luôn. Phải không? Chỉ có 2 người là không thích xài tiền thôi. Người thứ nhất là còn nằm trong bụng mẹ, và người thứ hai còn nằm trong quan tài. Thì 2 người này là không có biết xài tiền. Hiểu không? Người nằm trong bụng mẹ không biết tiền để xài. Người nằm trong quan tài không có muốn xài mà cũng không có cách nào để xài được tiền hết. Nằm trong quan tài rồi. Thấy không? Còn tất cả chúng ta đang ngồi trong đạo tràng ở đây, quý Phật tử ơi, người nào cũng thích xài tiền cả. Hiểu không? Cho nên tiền là một sợi dây đầu tiên, nó quấn quanh chúng ta dữ lắm luôn. Thậm chí quý Phật tử nè, mình đến đạo tràng mình tu nè, sở dĩ cái mặt của mình mà nó đen lại, nó sậm lại, con mắt của mình nó bị thất thần, lý do tiền. Nó tiền nó làm cho con người của mình nó không còn phấn chấn nữa. Tiền nó làm cho con người của mình nó trở nên nó nhu nhược. Tiền nó làm cho con người của mình nó trở nên nó quay mặt quay lưng. Tiền nó làm cho con người mình trở nên giải đãi biến lười. Tiền nó làm cho con người của mình trở nên không còn thanh tịnh thuần hậu nữa. Ghê lắm đó quý Phật tử. Tiền là một vuông giấy mỏng vô tri vô giác, nhưng mà nó giam cầm và nó làm cho thay đổi tánh tình không biết bao nhiêu con người ở trong đó. Nhìn cái đồng tiền coi quý Phật tử, nó giam cầm không biết bao nhiêu linh hồn trong tờ 500 ngàn đó quý Phật tử.
Rồi trong tờ 500 ngàn đó không biết bao nhiêu người đã chết vì nó. Tới cái tay mình rồi, tới cái túi mình, 500 ngàn nằm trong túi mình không biết bao nhiêu người chết. Nó cắt cổ nó lấy tiền, nó cắt cổ nó lấy tiền vậy đó. Rồi cái tiền nó lấy ra, cái nó đi vòng vòng cái tới cái túi của mình. Cho nên đồng tiền nào nó cũng phưởng phất vong hồn của những người chết hết. Ghê chưa quý Phật tử? Cho nên tiền là một vuông giấy mỏng vô tri vô giác, mà nó làm thay đổi các cuộc đời này. Nó làm cho con người tốt trở thành xấu. Nó làm cho con người cứ bằng là hồi nào tới giờ thuần lương nó trở thành ác ý. Tiền nó làm cho vợ chồng chia rẽ với nhau. Quý Phật tử ơi, làm anh em chia lìa với nhau, làm cho bạn bè không còn thân thiện với nhau nữa. Nó làm cho đạo tràng của mình hụt hẫng luôn đó quý Phật tử à. Tiền không à. Cho nên nó sợi dây đó nó ghê gớm lắm. Mà quý Phật tử mà để cho sợi dây nó cột mình hoài thì quý Phật tử ơi, mình không bao giờ yêu thương mình được đâu. Thương tiền chứ không có thương mình. Phải không? Đạo tràng của mình nè, hôm Tết tới giờ á, quý Phật tử ơi, 365 ngày làm quần quật vậy đó. Để chi vậy? Để ăn Tết có 7 ngày thôi. Làm quần quật vậy đó. Hãy nói tắt thôi, làm 360 ngày, ăn Tết có 5 ngày. Vậy là mình có biết thương mình không? Đâu có thương đâu quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta khi mà bước chân vào trong đạo, mặc áo tràng lam, cái mặt nhìn thấy hiền dữ lắm. Nhưng mà khi mà mình không về chùa Tiên Châu, cái mặt mình đâu có hiền như vậy đâu, phải không? Ví dụ như ngồi ngay cái chỗ sạp mà bán coi, đâu có hiền. Nội bán trái cây thôi cũng đã hung dữ rồi, đừng nói tới bán cái chuyện khác. Thấy không? Cho nên nó 360 ngày quý Phật tử đi làm lụng, quý Phật tử va chạm với cuộc đời, quý Phật tử lăn lộn với cuộc đời, quý Phật tử kêu bằng là đánh đấm với cuộc đời, cái mặt của mình trở thành khuôn mặt quỷ. Vô trong đây rồi nó mới thấy cái mặt của mình giống Bồ Tát tí thôi. Chứ còn mà ra chợ rồi, thưa thầy, đi với Phật con mặc áo cà sa, đi với ma con mặc áo giấy. Con đi vô chùa cái mặt con nó giống Phật, chứ con ra chợ rồi con phải mọc nanh, con trị mấy con mẹ này mới được. Ví dụ vậy đó. Thì quý Phật tử ơi, khi mà mình ở chợ rồi đó, cái mặt của mình nó hung dữ dữ lắm luôn quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử ơi, khi mà mình ở ngoài chợ đời, quý Phật tử không có thương mình, mà quý Phật tử chỉ có thương tiền thôi. Hiểu chưa? Ai cũng thương tiền hết đó quý Phật tử. Làm tất bật, làm đi làm gì? Kiếm tiền. Đó, người ta hỏi sao chị không đi chùa? Chàng ơi, cũng phải gán kiếm tiền để đi chùa chứ. Đi chùa trong mình không có tiền đi không có được, khó chịu trong mình dữ lắm. Đi chùa cũng phải kiếm tiền đó. Rồi làm cái gì cũng kiếm tiền hết đó. Trời ơi, muốn đi chùa cũng phải có tiền. Chị ơi, đi cúng này cúng kia rồi chứ, đi vô tay không coi nó kỳ dữ lắm. Cho nên tất cả những cái đó là gì? Là ngụy biện cho cái cách kiếm tiền của mình. Thầy nói thật với quý Phật tử, vô trong chùa không có ông Phật nào bắt quý Phật tử kiếm tiền hết á. Mình cứ kiếm tiền mình lo gia đình mình đi. Nhưng mà nhớ vô trong chùa nhìn Phật một chút. Hiểu không? Mình thương tiền nhưng mà mình cũng phải biết thương mình một chút quý Phật tử à. Hãy yêu thương mình. Hiểu không? Cho nên từ đây vì sao cố gắng đi, phải biết thương mình một chút. Mình phải biết thương mình chứ đừng có để mà mình cứ bằng là càng ngày mình càng ốm o, càng ngày mình càng xanh xao, càng ngày mình càng mệt mỏi. Quý Phật tử ơi, tiền nó chất đóng nhưng mà sức khỏe mình càng ngày nó càng cạn kiệt. Vàng thì mình sắm đầy hết nhưng cái mặt của mình nó cũng vàng que luôn, bị bệnh gan mà lo làm quá nó. Tai thì đeo vàng mà cái mặt nó cũng vàng luôn, phải không? Túi thì nó bự lên nhưng mà cái bụng mình nó cũng bự luôn, nó bị bệnh mà. Cho nên quý Phật tử ơi, mình cố gắng làm sao đừng có quá thương tiền mà nhớ thương mình một chút. Xong cái buổi giảng này rồi, đạo tràng chùa Tiên Châu lên bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn. Qua cái bài giảng hôm nay, con hứa với lòng con rằng con sẽ đi kiếm tiền, nhưng mà con cũng biết thương con nữa. Con không bỏ quên con không tàn nhẫn với con nữa, bạch Đức Thế Tôn. Quý Phật tử ơi, mỗi một người con Phật, tất cả chúng ta đều có một cái gọi là cái nguồn điện sinh học. Tất cả chúng ta đều có một cái đèn dầu bổn mạng. Mình cứ thắp cái đèn dầu bổn mạng lên để rồi mình sắp sáng, rồi mình đem cái ánh sáng đó mình ra chạm với cuộc đời, mình tranh giành với cuộc đời, mình giành giật với cuộc đời, mình kiếm tiền giữa cuộc đời bằng cái đèn dầu bổn mạng của mình. Nó thắp sáng chừng nào thì nó hao dầu chừng nấy. Quý Phật tử đi kiếm tiền nhiều chừng nào thì cái dầu trong đèn bổn mạng nó lưng nhiều chừng đấy.
Thầy ngồi trên đây, thầy nhìn xuống, thầy biết cái mặt của Phật tử nào lưng dầu, biết liền. Cái mặt ai mà cái dầu nó còn y nguyên, cái mặt nó còn sáng, mà nó lưng dầu rồi, cái mặt bắt đầu nó lu lu lại rồi đó. Rồi quý Phật tử ơi, rồi một ngày nào đó, khi mà quý Phật tử lo kiếm tiền đó, mà mình quên châm dầu vô đó, cái bình dầu tự nhiên nó hết dầu một cách đột ngột. Quý Phật tử ơi, dầu mà hết đột ngột, mình chết đột quỵ. Hiểu không? Tại vì mình không biết thương mình, cho nên hãy yêu thương mình cái đã. Trước khi mình hãy yêu thương nhau thì mình phải yêu thương mình. Trước khi tha thứ cho nhau, quý Phật tử phải biết tha thứ cho mình. Hiểu không? Tha thứ mình một chút đi, đừng có đài đọ nó quá. Tha thứ cho chúng ta có nghĩa là làm bớt bớt lại một chút đi quý Phật tử. Đức Phật nói các con ơi, các con làm cho nhiều rồi các con đem đâu có được bao nhiêu đâu. Các con bỏ hết công sức, các con chắc cạn cái dầu trong cái đèn tâm của các con, để rồi cuối cùng con đột quỵ, con hết dầu, nhưng mà cuối cùng con có đem được cái đồng bạc nào đi theo con hay không? Hay là cuối cùng rồi con chỉ đem theo trong cuộc đời của con, trong linh hồn của con, tất cả những cái nghiệp ác xấu đó. Cho nên quý Phật tử hãy tha thứ cho mình chút đi, đừng có bắt nó làm quá sức nha quý Phật tử. Cho nó ngủ một chút, cho nó bình yên một chút. Mình đi làm xong xuôi rồi, mình nói với chính mình: bạn ơi, bữa nay bạn làm mệt rồi, làm tới đây thôi, tôi cho phép bạn nghỉ, bạn đi chùa lễ Phật để bạn châm dầu vô đi. Dám nói với chính mình như vậy không quý Phật tử? Thầy mong rằng năm nay quý Phật tử phải thay đổi cách nhìn của mình, thay đổi lối sống của mình, thay đổi cách tu của mình một chút. Đi làm xong xuôi về, đi buôn bán xong xuôi về rồi, dọn dẹp hết, nói với chính mình liền: hỡi những người bạn cùng tên với tôi, hồi nãy giờ tôi đã bắt bạn ra ngoài chợ ngồi bán rồi, dầm sương giải nắng rồi, cực khổ rồi, thôi tôi cho phép bạn nghỉ để quý, để các bạn vào trong chùa lễ Phật. Vì mỗi lần các bạn lại lễ Phật là các bạn đã châm vào trong cây đèn bổn mạng của các bạn một giọt dầu công đức. Quý Phật tử có cho phép mình đến chùa nữa không? Làm thì làm, nhưng mà phải cho phép mình đến chùa lễ Phật. Quý Phật tử ơi, phải thương mình một chút, thương tiền nhiều quá. Làm xong xuôi rõ sao không đi chùa? Mẹ ơi, mẹ bán muốn chết luôn, nó khổ muốn chết, nó đuối muốn chết, sao đi chùa được? Con cháu nói: bà ngoại ơi, bà ngoại đi chùa đi bà ngoại. Sao đi không có nổi mày ơi, cẳng chân tao bây giờ nó tê hết rồi, tao làm từ sáng tới giờ sao không có sức đi chùa. Vô trong chùa thầy chủ trì hỏi: sao tụi con không đi chùa vậy? Trời ơi, con làm quá trời quá đất luôn, làm đuối luôn rồi, tắt mặt tối, không có thời gian rảnh để đi chùa nữa. Quý Phật tử ơi, như vậy là mình hành hạ mình đó. Hiểu không? Mình thương công việc, mình thương đồng tiền, mình thương vật chất, mà quý Phật tử đã đánh mất mình, đã hành hạ mình và đã đánh rơi mình đó quý Phật tử. Rồi một ngày nào đó cái đèn dầu nó hết dầu một cách đột ngột, cái bắt đầu đột quỵ, đang ngồi trên bàn gục đầu xuống chết. Đang chạy xe vậy đó, dừng xe lại, cái chưa có kịp dẫn xe vô nhà nữa, cái gục trên yên xe chết, đột quỵ. Đang nằm ngủ vậy đó, cái bắt đầu ớ hai ba cái, con cháu nó kêu cái rồi đột quỵ, hết dầu rồi, đâu chăm kịp đâu. Thấy không? Cho nên thầy ngồi trên đây, thầy nhìn xuống, thầy biết liền ai hết dầu, ai còn dầu. Cho nên cái mặt người nào còn dầu, cái mặt nó còn tươi lắm quý Phật tử, con mắt nó còn thần. Còn khuôn mặt nào mà hết dầu rồi đối với Phật tử, cái khuôn mặt nó xám xịt luôn đó. Người nào mà còn cười được đó, tức là đèn dầu nó còn. Còn người nào mà quạo quọ bí sĩ hay là cứ chù ụ hoài là biết dầu sắp cạn rồi. Hiểu không? Cho nên hồi sáng tới giờ đạo tràng chùa Tiên Châu vô trong đây đạo tràng tu, ai mà chù ụ đâu giơ tay lên thì coi coi. Mô Phật bạch thầy, con không dám giơ tay lên. Hết dầu rồi mà còn giơ tay lên sao được, phải không quý Phật tử? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử ơi, cái mà chúng ta châm dầu đầu tiên mà dễ dàng nhất là hãy cười. Cười là tha thứ cho nhau, hiểu không? Mình biết yêu thương mình rồi, mình nở một nụ cười cho chính mình quý Phật tử. Thầy nói ví dụ thôi nha. Đói bụng quá, mình đói bụng, về nhà cơm chưa nấu,
thường thường mình đó là mình hành hạ mình liền, đã đói bụng muốn hành hạ mình rồi, về bắt đầu thấy cơm chưa nấu, quạo lên, tức lên, tim đập mạnh, bắt đầu giận lên, chửi bới này kia, hành hạ mình tiếp tục, thấy không? Mình đâu có yêu thương mình đâu. Cho nên từ đây trở về sau, mình phải làm một cách thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi linh hồn của mình, thay đổi phận của mình. Đang đói bụng, đang bực lắm, đói, nhưng mà về nhà chở được cơm chưa nấu, nở một nụ cười đi quý Phật tử. Nở một nụ cười đi. Quý Phật tử nói bây giờ mình có giận, cơm nó cũng không có. Phải không? Mình có giận, mình có tức, cơm nó cũng không có để mà ăn. Thôi thì bây giờ hãy cười đi, để cho tất cả mọi việc nó đều ổn. Hiểu không? Thì như vậy quý Phật tử tập đi. Mình vì mình nở một nụ cười như vậy là quý Phật tử đã tự tha thứ cho chính mình và tha thứ cho những người xung quanh mình. Hiểu không? Cái tha thứ không phải rằng là thôi ta bỏ qua cho mày, không phải cái chuyện đó. Mà cái tha thứ nó bắt đầu từ ở trong ruột, trong gan của mình đó quý Phật tử. Những cái chuyện nhỏ nhặt nhất tha thứ. Hiểu không? Tha thứ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Hãy nói ví dụ như bây giờ mình đi, mình cái ghế mình đã để sát vô trong vách rồi, con của mình nó lấy cái ghế ra nó chơi, để giữa đường mình đi, mình đá ngón chân mình vô cái ghế một cái bóp, xức cái móng lên là bắt đầu là mình không thương mình và bắt đầu mình không tha thứ cho con mình liền. Đó là cái tâm lý chung, đúng không? Mình không thương mình tức là mình tức lên, và mình không tha thứ là mình chửi nó. Quý Phật tử ơi, đừng có làm theo cái quán tính thói quen như vậy nữa, mà nó là con đường mòn dẫn chúng ta đi về địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và tất cả chúng ta cứ đi theo con đường mòn đó hoài, mà mình tu cuối cùng rồi. Bạch Đức Thế Tôn, sao con tu tới giờ này mà con lại xuống đây? Nguy hiểm lắm đó, hiểu không? Mặc áo tràng, Phật tử chùa Tiên Châu, cầm sâu chuỗi, đi một đoàn 200-300 người, đi lững thững gì nè. Đi một hồi sau cái đường mới đầu vô nó rộng thênh thang, đi hồi sau mà nó nhỏ nhỏ, mới đầu vô nó sáng sáng, sau giờ mà sao nó mờ mờ ảo ảo thế ghê vậy ta. Rồi cái ông trưởng chúng, ông dẫn nguyên một đoàn đi. Đi một hồi thấy nguyên cái bảng thiệt là lớn, để bốn chữ địa ngục A Tỳ. Rồi bắt đầu giật mình, nói mô Phật, Bạch Đức Thế Tôn, tụi con vô chùa Tiên Châu, tụi con tu dữ lắm mà tại sao vô trong đây? Quý Phật tử ơi, vô chùa Tiên Châu tu, nhưng mà quý Phật tử chưa bao giờ đặt dấu chân mình đi bên dấu chân của Phật. Mình đi theo lối mòn của bản ngã, đi theo lối mòn của quý Phật tử thôi. Thấy đụng vô là tức lên, là không có thương mình. Đụng vô cái ghế là mình tức lên, tức là mình không thương mình. Và mình chửi con mình, tức là không tha thứ cho nó. Vậy thì cuộc đời của mình không có yêu thương và cũng chưa bao giờ tha thứ cho ai hết. Hiểu không? Thì như vậy là lối mòn của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên năm mới rồi, quý Phật tử phải thay đổi cái nhìn mới, thay đổi cách tu mới của mình đi, để khuôn mặt của mình nó mới một chút. Hiểu không? Lâu dữ lắm rồi, thầy mới qua chùa Tiên Châu mà nhìn mặt ai cũng cũ hết. Năm mới nhìn thấy nó hơi mới thôi, nhưng mà ngồi một hồi lâu mới nhìn thấy cũ không? Vẫn còn y nguyên, chưa có đứa nào lên lớp hết, hiểu không quý Phật tử? Cũ hoài. Có nghĩa là chúng ta cứ đi theo cái lối mòn năm tháng thôi. Cho nên từ đây trở về sau, mình phải phát nguyện trong tâm của mình, Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đi theo dấu chân của Ngài, bàn chân của con sẽ đặt vào bàn chân của Ngài. Mà dấu chân của Phật là dấu chân của yêu thương, dấu chân của Phật là dấu chân của tha thứ. Nói thì nó dễ lắm đó quý Phật tử, nhưng mà thương mình và tha thứ cho mọi người khó lắm, hiểu không? Nhưng mà tập, thầy chỉ khuyên quý Phật tử tập thôi, chứ không có làm liền được đâu. Thầy đi đây nè 40-50 năm rồi mới tập được thôi, chứ chưa có bao giờ mà nói là thay đổi liền được đó quý Phật tử. Tập thôi. Biết uống rượu vô là đau bao tử, uống bia vô là đau bao tử, nhưng mà không có yêu thương mình, hãy gặp bia là nhào vô uống à. Vậy thì quý Phật tử có yêu thương mình không? Đâu có yêu thương mình đâu. Cho nên nó khi nó uống bia rồi, bảo nó dừng lại, tức là tha thứ cho nó đó. Mình xúi nó, mình xô nó vào trong cái sòng nhậu. Mình xúi cái linh hồn của mình, xúi cái tâm linh của mình, xúi ý thức của mình nhảy vô trong cái vòng nhậu đó. Mình tự mình xô vô, mình hành hạ nó, mình biết mình bệnh đó mà mình vẫn xô vào. Rồi nhào vô uống đã rồi bao tử, rồi uống thuốc trị bệnh.
rồi xuất huyết bao tử. Quý Phật tử ơi, cái đó là mình không có yêu thương mình đó quý Phật tử. Hiểu không? Mình biết mà mình vẫn làm, mình biết cái đó là trật mà mình vẫn làm là không biết yêu thương mình. Cho nên đó quý Phật tử, chỉ cần hạn chế là mình đã tha thứ cho mình rồi đó. Hiểu không? Bây giờ mình gặp rượu rồi bắt đầu thèm dữ lắm, nhưng mà dứt khoát không cho mày uống, tức là tha thứ cho mày một lần đó. Hiểu không? Tao không đài mày vào trong cái chỗ say xưa này nữa, tao không đài mày vào trong cái chỗ để cho mày xuất huyết bao tử nữa, tao tha thứ cho mày đó, nhịn đi con, đừng uống. Hiểu không? Cho nên mà mỗi lần mà mình nó không cho mình theo cái thói quen, tức là mình đã yêu thương mình. Mình dừng lại, mình hạn chế, không cho mình theo thói quen là mình yêu thương mình và tha thứ cho chính bản thân mình rồi đó. Cho nên quý Phật tử ơi, cái tha thứ và cái yêu thương này nói một cách cụ thể để cho quý Phật tử hiểu. Khi mà mình đó, hồi nào tới giờ đó, tay bằng miệng, miệng bằng tay. Ai mà đụng tới là mình chửi liền, đụng tới là mình chửi liền, tay bằng miệng, miệng bằng tay mà. Nhưng mà bây giờ đó, quý Phật tử đừng có để cho mình cứ theo cái thói quen đó nữa. Quý Phật tử phải làm sao hạn chế đi quý Phật tử à. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Quý Phật tử đừng có để cái miệng của mình nó làm theo cái quán tính tự nhiên đời thường nữa. Miệng của mình không phải là miệng của rắn rít, miệng của mình không phải là miệng của bò cạp hay là tất cả những cái miệng của những loài rồi có độc. Mà miệng của mình là gì? Là hoa sen. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Mình phải tập cho mình có những cái miệng đẹp như vậy chứ quý Phật tử. Là con của Phật, là Phật tử chùa Tiên Châu mà thầy không thấy ai là tiên hết. Hiểu không? Đạo tràng của mình có ai là tiên không? Tiên là gì? Đẹp từ cái nhìn, đẹp từ tướng đi, đẹp từng lời nói, đẹp từng hơi thở. Quý Phật tử ơi, đẹp từng suy nghĩ cũng nữa. Suy nghĩ của mình đẹp là tiên, cái nhìn của mình đẹp là tiên, lời nói của mình đẹp là tiên, hơi thở của mình đẹp là tiên, tướng đi của mình đẹp là tiên. Người nào mà bước chân vào chùa Tiên Châu mà đi mà cứ dắp cái ống quần mà té hoài này kia là không phải tiên rồi. Tiên là phải đẹp. Tiên mà ấy mà rửa chén mà bể dĩa bể tô là không phải tiên rồi. Tiên là cái gì nó cũng đẹp hết. Từng cử chỉ, từng hành động đều đẹp hết. Tiên mà bưng cái ly cà phê mà mời giảng sư chưa tới chỗ bể ly cà phê rồi, sao thành tiên được, hiểu không? Cho nên tiên cái gì nó cũng đẹp cả. Đẹp từng cái nết na, cái bước chân đi, cái bàn tay đưa lên để xuống, chân qua như thế nào cũng gọi là tiên chân qua hay là phàm chân qua. Một người mà chân qua mà nó có cái cốt tiên, quý Phật tử đứng chân qua nhìn thấy nó hiền từ, mà chân rồi qua nó lâu héo. Còn cái người mà mang cái cốt phàm mà chân qua rồi đó, cái tướng chân qua nhìn cái nó bắt đầu mình không có cảm tình rồi, mà chân qua nó mau héo lắm. Sáng chân là chiều nó héo rồi. Cho nên cái cách của mình sống, quý Phật tử ơi, phải biết yêu thương. Yêu thương là năng lượng của Phật, và tha thứ cũng chính là năng lượng của Phật đó quý Phật tử. Cho nên con người sở dĩ mà quý Phật tử ơi, chúng ta mà sân hận nhiều quá, chúng ta không có biết yêu thương mình, lý do cái lòng tham ở trong tâm của mình nó còn nhiều quá. Đạo tràng của mình ngồi trong đây, tuy rằng là mặc một chiếc áo tràng lam, chiếc áo tràng lam là tượng trưng cho một cái màu áo không tham, không sân và không si đó quý Phật tử. Hiểu không? Cái màu áo lam của mình là màu không tham, không sân và không si. Vì sao vậy? Vì màu lam của mình có một chút trắng, một chút xanh và một chút đen. Nó hòa lẫn với nhau. Một chút trắng là gì? Trí tuệ, Bát Nhã Ba La Mật. Một chút xanh là gì? Tinh tấn Ba La Mật. Một chút đen là gì? Nhẫn nhục Ba La Mật. Hiểu không? Cho nên mình mặc chiếc áo tràng lam vô rồi là quý Phật tử ơi, mình có đại yêu thương trong lòng mình rồi đó. Chiếc áo tràng lam là người bạn yêu thương, luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Bởi vì người bạn đó chính là chiếc áo tràng lam. Chiếc áo tràng lam khi mình mặc vào rồi, mình thành tựu được ba cái Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật, Tinh tấn Ba La Mật và Nhẫn nhục Ba La Mật. Và nhiệm vụ của mình đi đến đạo tràng chùa Tiên Châu này, mình tu thêm ba cái Ba La Mật nữa thôi, là Bố Thí Ba La Mật, Trì Giới Ba La Mật và Thiền Định Ba La Mật. Hiểu không? Thì như vậy là mình đã tu được rồi. Chiếc áo tràng lam của mình là yêu thương, tức là Bát Nhã Ba La Mật, Tinh tấn Ba La Mật, Nhẫn nhục Ba La Mật, đó là yêu thương.
còn bổn phận của mình tu để mình tha thứ. Mình bố thí ba la mật, mình trì giới ba la mật, mình thiền định ba la mật để mình tha thứ, hiểu không? Cho nên mình là tha thứ, còn chiếc áo tràng lam là yêu thương. Cho nên khi quý Phật tử mặc chiếc áo tràng lam vô trong chùa Tiên Châu này, mình đã có đầy đủ yêu thương và tha thứ cho nhau rồi đó quý Phật tử, hiểu không? Mình bố thí là mình đã tha thứ rồi. Quý Phật tử có từng bố thí không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình ăn cơm, mình xúc ba lon gạo vào trong nồi, mình hốt lại một nắm mình để dành, đó là mình bố thí. Mình bố thí như vậy là mình đã tha thứ cho mình rồi đó, tha thứ cái thằng tham trong đầu mình rồi đó, hiểu chưa? Hồi đó tới giờ mày tham quá, bây giờ mày hốt một nắm gạo, mày để vào trong nồi lại, mày để dành để cho những người nghèo hơn mày. Cho nên bố thí ba la mật tức là chính chúng ta đã tha thứ cho chính chúng ta. Thấy chưa quý Phật tử? Mình làm được hết quý Phật tử à. Còn đằng này quý Phật tử đi tìm cái bố thí nào, đi tìm cái tha thứ ở đâu đây, trong khi nó ở trước mặt của mình. Vậy mà mình không bao giờ biết tha thứ cho mình. Và chúng ta không tha thứ cho chính chúng ta thì chúng ta đừng bao giờ nói rằng là con tha thứ cho con gà, con tha thứ cho con kiến, con tha thứ cho con người. Đừng nói tới chuyện đó. Hãy tha thứ cho chính mình đi quý Phật tử. Hốt một nắm gạo bỏ vào trong cái nồi để dành, một ngày hai nắm, hiểu không? Một ngày hai nắm, sáng mình nấu ba lon hốt lại một nắm, chiều nấu ba lon hốt lại một nắm. Một ngày hai nắm, một tuần lễ được 14 nắm gạo. Rồi một ngày nào đó có một bà cụ già đi ngang qua nhà mình, bà đói lắm. Mình chạy vô mình lấy 14 nắm gạo mà mình để dành được một tuần lễ này, mà cả gia đình của mình đều bố thí, hiểu không quý Phật tử? Cả gia đình của mình đều bố thí đó. Rồi bắt đầu mình lấy 14 nắm gạo này mình cúng dường cho bà cụ. Quý Phật tử ơi, mình thành tựu được bố thí ba la mật, mà mình thành tựu được cái yêu thương và tha thứ cho chính mình. Có một người nhà giàu chạy đi vô trong tiệm mua 100 kg gạo cúng chùa, nhưng mà họ chỉ cúng có một mình họ mà thôi, hiểu không quý Phật tử? Còn mình ba lon gạo, hai vợ chồng ba đứa con ăn ba lon gạo, mà hốt lại một nắm là hai vợ chồng ba đứa con đã bố thí một nắm rồi. Cứ một ngày là hai vợ chồng ba đứa con bố thí hai nắm, một tuần lễ hai vợ chồng và ba đứa con bố thí được 14 nắm gạo, mà một tập thể, một gia đình cùng với nhau bố thí ba la mật, hiểu chưa? Cho nên bố thí như vậy đó quý Phật tử ơi, sau này mình có về cõi Phật, cả gia đình mình về chung một chỗ. Mình có về cõi trời, cả gia đình mình về chung một chỗ. Còn ở nhà mà chồng đi bố thí mà vợ cứ cằn nhằn hoài, rồi con đi bố thí mà cha mẹ cằn nhằn hoài, cha mẹ đi bố thí mà con cái nó bực bội hoài, thí dụ vậy, thì sau này mẹ có lên cõi trời rồi, còn con thì lang thang trong vòng dây của địa ngục, hiểu không? Hoặc là con lên cõi trời rồi, mẹ còn lang thang ở cõi phàm. Cho nên không gặp nhau, không bắt gặp nhau, không sống chung với nhau đâu. Cho nên thầy chỉ mong rằng đạo tràng của chúng ta, điều thứ nhất đó, mình làm sao cả gia đình của mình đều yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, để tất cả gia đình của chúng ta gặp nhau trong một cảnh giới. Ở cõi Tây Phương có một cảnh giới dành riêng cho cả một gia đình tu tập, cả một gia đình làm phước, cả một gia đình cùng chung chí hướng. Nơi đó có một lâu đài, có 7 hàng cây báo, có tất cả những cái chim muông này kia, có ao sen, có tất cả hết, để dành riêng cho gia đình nào cùng chung chí hướng. Còn người nào mà tu một mình đó, thì có ao thất bảo, có một bông sen, tu mình thôi, cả gia đình phản đối, nhưng mà người này quyết tâm tu một mình thôi. Gia đình chửi bới nặng nhẹ đủ điều hết, nhưng mà vượt qua tất cả những cái đó rồi tu tập một mình thì cũng dành riêng cho một bông sen, hiểu không? Mà thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta nguyên một chùa Tiên Châu như thế này, gần 200-300 con người ta như thế này, quý Phật tử ơi, mình giảng sanh cùng một lúc đi. Mình giảng sanh về cõi Tây Phương hết đi, đừng có người đi kẻ ở, hiểu không? Người ngồi trên bông sen, người lại rớt xuống bông súng, nó kỳ dữ lắm luôn. Tất cả chúng ta đều ngồi trên bông sen hết nha quý Phật tử. Đều đi hết, đều về hết, đều ngồi trên bông sen hết. Rồi quý Phật tử nguyên một đạo tràng này nè, cái quý Phật tử ngồi trên bông sen, ngồi trên ao thất bảo, ngồi đông dữ lắm luôn, bông sen tùy theo ý của mình. Người nào mà cái tâm nó nhu mì, cái tâm nó hiền lành, nó nhu mì, nó nhẹ nhàng thì ngồi trên hoa sen xanh. Người nào mà có cái tâm nhiệt tình, nhiệt quyết vô là làm công quả, làm tất bật, làm cái bằng không biết nghĩ, ngồi trên hoa sen màu đỏ, hoa sen màu hồng. Còn người nào mà tu trí huệ, nghiên cứu, nghiền ngẫm này kia thì ngồi trên hoa sen trắng, thí dụ vậy.
Còn người nào mà kêu bằng là không có thối bồ đề tâm, khổ cỡ nào vượt qua hết cỡ đó, quý Phật tử ơi, vượt lên với chính mình, không bao giờ kêu bằng là lui sụt đạo tâm bồ đề, thì ngồi trên hoa sen ngọc. Hiểu không? Thầy mong rằng tất cả chúng ta, mỗi một Phật tử, tùy theo tâm lượng của mình, tùy theo cái trí lượng của mình, và mỗi một Phật tử hãy biết yêu thương nhau, hãy biết tha thứ cho nhau, để mỗi một người đều ngồi trên hoa sen hết. Phải không? Và cái quý Phật tử ngồi trên bông sen, cái quý Phật tử nhìn ở trước mặt mình gì nè, có bông sen cũng bự bự, nhìn lên thấy bông sen của Thầy Thiện Đạt. Thầy Thiện Đạt ngồi trên bông sen, nhìn xuống, nhìn lên cao cao chút nữa, thấy bông sen của Thầy Trụ Trì ngồi trên đó nữa. Thấy không? Tất cả chúng ta đều đi về cảnh giới của Phật. Ở dưới đây tu chung, gặp mặt chung, giáo hóa với nhau chung, hướng dẫn nhau chung, dìu dắt nhau chung. Về trên cõi Phật Tây Phương cũng ngồi chung, cũng giáo hóa nhau, dìu dắt nhau, đi chung một con đường về Phật. Quý Phật tử thích không? Thích chứ. Vậy thì tất cả chúng ta từ đây trở về sau, quý Phật tử phải làm sao cố gắng yêu thương mình và yêu thương tất cả mọi người. Hiểu không? Quý Phật tử ăn chay là đã yêu thương rồi đó. Thấy không? Mình ăn chay là mình yêu thương mình. Tại vì sao vậy? Không bệnh. Ăn mặn vô nó bệnh dữ lắm luôn. Cho nên ăn chay cho nên cái bản thân mình đừng bệnh là mình yêu thương mình rồi. Và mình yêu thương chúng sinh nữa. Mình thương con cá, mình thương con gà, mình thương con vịt, mình thương con heo, mình thương những con đó. Cho nên đó, khi mà mình ăn chay là quý Phật tử đã yêu thương và tha thứ rồi. Thấy không? Cái ngày hôm nay mình ăn chay là mình tha thứ cho tất cả chúng sinh. Vì ngày hôm đó mình không để cho chúng sinh nằm trong miệng của mình. Đúng không? Cho nên ngày đó mình đã tha thứ cho chúng sinh rồi. Cái ngày mình ăn chay là trên miệng của mình, trên lưỡi của mình không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Ngày đó mình đã yêu thương và tha thứ rồi đó quý Phật tử à. Thấy không? Đạo tràng của mình ai ăn chay trường đâu, giơ tay lên thì coi coi. Ít quá. Vậy thì quý Phật tử ở trong đây có ai ăn mặn trường không? Có không? Có ai ăn mặn trường không? Ăn chay kỳ với ăn chay trường thôi phải không? Quý Phật tử cứ tập đi quý Phật tử. Ăn chay đừng có nghĩ rằng là ăn để trả lễ cho Phật. Ăn chay cũng đừng có bao giờ cầu con có phúc. Không phải. Quý Phật tử ơi, mình ăn chay, điều thứ nhất, tôi tôn trọng các bạn. Tôi sợ chết lắm, cho nên tôi tôn trọng các bạn. Tôi không muốn cho các bạn cũng sợ chết như tôi. Hiểu không? Tôi cũng muốn cười lắm đó, cho nên tôi ăn chay để tôi tôn trọng nụ cười của các bạn. Tôi muốn sống dữ lắm, cho nên tôi ăn chay để tôi tôn trọng sự sống của các bạn. Ăn chay là tôn trọng nụ cười và sự sống của tất cả chúng sinh. Hiểu không quý Phật tử? Chứ ăn chay phải cầu phúc, không phải trả nợ cho Phật. Đừng có suy nghĩ như vậy. Cho nên Thầy muốn khẳng định với quý Phật tử, cái nền nhà không gọi là cái nhà. Nhưng muốn cất được cái nhà phải có cái nền. Ăn chay không phải để thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật không thể thiếu ăn chay. Hiểu không? Cho nên cái nền, cái móng này nè, cái nền nhà không gọi là cái nhà được hết. Nhưng mà muốn cất được cái nhà phải có cái nền cái đã. Hiểu không? Ăn chay không phải để thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật phải ăn chay. Vì ăn chay là nền tảng từ bi, yêu thương và tha thứ của Phật. Cho nên quý Phật tử cần phải ăn chay là như vậy. Hiểu không? Quý Phật tử có dám phát nguyện ăn chay thêm vài ngày nữa không? Quý Phật tử đừng có ăn chay cái kiểu mà Thầy nói gì nè, ăn chay tháng 30, mùng 1, 14, 15 đừng ăn chay vậy, dễ quên lắm. Ăn chay nguyên ngày 14 rồi đó, qua ngày 15 cái bắt đầu sáng xách giỏ vô chợ, ngồi ăn tô bún giò heo húp cạn nước luôn, ít chết mộ bữa nay rầm. Rồi, nó dễ quên lắm quý Phật tử. Nhưng mà Thầy nhắc quý Phật tử một điều, nếu cái ngày rằm buổi sáng mà mình lỡ mình ăn mặn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Nhớ nha. Buổi sáng miệng của con quên, cho nên miệng của con có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Cho nên từ buổi trưa cho tới tối, con sẽ cố gắng gìn giữ cái miệng của con không còn vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh nữa. Chứ không phải lỡ rồi cái bỏ luôn. Đừng có như vậy. Ăn chay không phải là trả nợ cho Phật. Đừng có sợ. Ăn chay có nghĩa là mình làm sao cho bao tử, cho dạ dày của mình không còn là nghĩa trang tập thể nữa. Hiểu không? Quý Phật tử ăn chay để mình trân trọng, mình yêu thương và mình tha thứ.
mình ăn chay để bao tử của mình trở thành thiên đàng của dạng loài. Tức là trong đó chỉ có rau củ thôi. Chứ cái địa cái bao tử của mình không phải là nghĩa trang tập thể. Mình không còn hạ nguyệt, mình không còn tẩn liệm xác của chúng sinh vào trong đó nữa. Hiểu không? Ăn chay như vậy đó quý Phật tử mới có yêu thương, mới có tha thứ được nha quý Phật tử. Cuộc đời này đó, thầy mong rằng quý Phật tử nhớ cho thầy một điều. Quý Phật tử ơi, ăn chay không có lỗ lã gì cả. Mình yêu thương cũng không có lỗ lã gì đâu. Quý Phật tử có yêu thương ai thì người khác cũng hãy yêu thương mình. Mình tha thứ cho người, người cũng sẽ tha thứ cho mình. Quý Phật tử ơi, mình vui với người, người sẽ vui với mình. Quý Phật tử ơi, khi mà mình vui vẻ rồi đó, người ta thích gần gũi với mình lắm quý Phật tử. Mình thành tựu được cái ân tình trong thiên hạ. Cho nên nụ cười chính là chiếc chìa khóa mà quý Phật tử nó mở cửa được bờ môi của mình. Cái người mà chù ủ hoài vậy là mất chìa khóa rồi đó. Hiểu không? Đi chùa mà cứ sụ cái mặt xuống hoài là mất chìa khóa. Bởi vì nụ cười là chiếc chìa khóa mà, phải không? Mà đi vô chùa mà không thèm cười là mất chìa khóa rồi. Mới đi qua phà rớt xong rồi còn gì nữa. Thành ra rồi mình đi qua phà mình phải cố gắng giữ cái nụ cười. Nụ cười từ nhà xuống phà, đi qua phà giữ cái chìa khóa trên tay. Nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi. Cho nên khi mình vô trong đây rồi mình nói chuyện với nhau bằng nụ cười. Hiểu không quý Phật tử? Nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi, là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của mình luôn. Cái người nào mà đóng cửa trái tim của mình rồi nhìn cái mặt biết. Hiểu không? Có nghĩa là trái tim nó bưng bít, trái tim nó ngục tù, trái tim nó rực lửa, trái tim nó đóng cửa. Mà người mà trái tim đóng cửa rồi nó lạnh lùng lắm quý Phật tử. Thầy trụ trì nói bây giờ quý Phật tử nào nè có đóng góp đồ ăn vật thực gì để cứu trợ đồng bào lũ lụt không? Ai cũng chạy vô hết, người nào có tiền thì gửi tiền, người nào có mì gửi mì, người nào có mùng mền gửi mùng mền. Rồi có số người đứng ở ngoài cổng chùa không thèm vô. Ta nói chú ơi chú, chị ơi chị, cô ơi cô, sao không vô ghi tên cúng đi. Cái mặt giống như là trái tim mà bị đóng cửa rồi đó. Mất chìa khóa đó, trả lời một câu lạnh lùng, chuyện đó không phải chuyện của tôi. Hiểu không? Mấy người đó mất chìa khóa rồi quý Phật tử ơi. Cho nên nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi, chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của mình, chiếc chìa khóa mở cửa tình người, mà nó cũng chính là chiếc chìa khóa mở cửa của Phật. Mất cái chiếc chìa khóa nụ cười, về nhà Phật không được. Người nào mà muốn giảng sanh về cõi Phật mà không cười, quý Phật tử ơi, muôn đời đứng ngoài sân. Hiểu không? Không có vô nhà được, không có vô nhà của Phật được. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử phải cười. Cho nên quý Phật tử đến Tết người ta nói mừng xuân gì? Mừng xuân Di Lạc, phải không? Ông Di Lạc ông làm gì? Ông cho mình và ông nhắc mình, các con đi chùa Tiên Châu hay bất cứ chùa nào, các con phải cầm chiếc chìa khóa trước khi bước vào cổng chùa. Hiểu không? Các con phải cầm chiếc chìa khóa trước khi bước vào cổng chùa. Chiếc chìa khóa đó là nụ cười. Mà nụ cười là gì? Năng lượng của Như Lai đó quý Phật tử à. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật Di Lặc ngồi cười hoài. Mà Đức Phật nói rằng các con ơi, nụ cười là năng lượng của Phật. Hiểu không? Phật tử nào mà biết cười tức là nạp năng lượng của Phật. Người nào mà biết cười là châm dầu vô trong cái đèn bổn mạng của mình. Mỗi lần cười châm một giọt dầu, mỗi lần cười châm một giọt dầu, mỗi lần sân hao 10 giọt dầu. Hiểu không? Mình sân lên quý Phật tử ơi, giống như mình dặn cái tim đèn nó lớn cho nó phật, cho nó sáng lên thì nó nóng lên, thì mỗi lần mình sân hao 10 giọt dầu, mà mỗi lần mình cười châm được một giọt dầu. Cho nên một ngày mình cười mấy lần và mình sân mấy lần. Một ngày sân 4 lần mất hết 40 giọt rồi, mà cười con miếng một rồi làm sao đây? Cười mà không cười nguyên vẹn nữa, cười nhếch mép thôi cái là châm có nửa giọt dầu mới ghê chứ. Mà châm có nửa giọt dầu hao 40 giọt một ngày, mà châm có nửa giọt rồi biết sao mà có dầu mà thắp sáng hoài đây. Cho nên người nào mà thiếu vắng nụ cười, điều thứ nhất mau già. Hao dầu tự nó mau già, quý Phật tử hiểu không? Cây đèn mà nó gần hết dầu nó lu lu, nó cà thụp, rồi nó muốn tắt hoài thì nó mau già thôi. Mà người nào mà ít cười đó quý Phật tử, đèn dầu nó thiếu cái nụ cười rồi đó, mau chết. Mà người nào mà thiếu dầu dễ sanh bệnh. Hiểu không?
cái đèn dầu mình nó sắp cạn rồi, quý Phật tử ơi, nó dễ tàn tim lắm. Rồi quý Phật tử ơi, cái đèn, cái đầu tim đèn nó mờ mờ lắm, ánh sáng nó ảo ảo dữ lắm. Cho nên người mà thiếu dầu rồi, điều thứ nhất cái mặt mau già, điều thứ hai mau bệnh, điều thứ ba mau chết. Đạo tràng chùa Tiên Châu thích mau già, mau bệnh, mau chết không? Vậy thì cười nhiều lên một chút, hiểu không? Ở đây thầy không phải thầy nịnh đâu, nhưng mà thầy khen thầy Thiện Đạt. Thầy Thiện Đạt làm Phật sự rất là lớn, rất là nhiều, mà thầy Thiện Đạt không thấy già. Gặp mấy năm về trước rồi bây giờ gặp lại cũng không già, mà năng lượng của thầy Thiện Đạt vẫn còn y nguyên, thấy không? Vì sao vậy? Vì biết nạp năng lượng, biết chăm dầu. Đâu phải lại Phật không là chăm dầu đâu quý Phật tử. Mình đi lại Phật cũng là chăm dầu. Lượm một miếng mảnh chai bỏ vào trong lề cũng là chăm dầu. Dắt tay một bà cụ đi qua đường cũng là chăm dầu. Đi phóng sanh cũng là chăm dầu. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là chăm dầu. Lại Phật cũng là chăm dầu. Cười cũng là chăm dầu. Tha thứ cho nhau cũng là chăm dầu. Và biết yêu thương chính bản thân mình cũng là đang chăm dầu đó quý Phật tử. Hiểu không? Chăm dầu đủ cách hết mà quý Phật tử không ai chịu chăm hết á. Để cây đèn mà cho tới nó cạn rồi, cái nó lính quấn hết trơn rồi, cái bắt đầu cái đưa vô bệnh viện, nhét vô trong đây cho thở oxy, rồi bắt đầu làm tùm lum hết, đâu có dầu đâu chăm. Thở cho đã xong rồi, các bác sĩ nói thôi, rút ông bình oxy ra đi, cho bà về nhà đi, cho bà ra giường giữ mận đi, đã biết chết rồi đó. Hiểu không? Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta phải cố gắng nghe, năm mới rồi. Đạo tràng chùa Tiên Châu phải cố gắng mình tu làm sao giống như là tiên mới được. Hiểu không? Cái chữ Châu có nghĩa là một vùng đất. Chữ Châu là một vùng đất. Tiên Châu là vùng đất của tiên. Hiểu không? Cho nên quý Phật tử thấy không? Thầy trụ trì ở bên đây, thầy đang sống ở vùng đất của tiên, cho nên tánh tình thầy trụ trì nó cũng na ná tiên vậy đó. Rồi quý Phật tử qua cái vùng đất này tu, mình cũng phải vậy luôn. Mình phải có cái chất tiên ở trong đó một chút nha quý Phật tử. Bờ bên kia là phàm, bờ bên đây là tiên. Ở hôm qua tới bên đây rồi là tất cả những cái gì của phàm bỏ bên bờ, sông bên kia, bỏ bên bến phà bên kia hết đi. Giáo sư, bác sĩ bỏ bên kia luôn, qua bên đây chỉ là áo tràng lam. Hiểu không? Giàu, nghèo bỏ bên kia luôn, qua bên đây là bình đẳng với nhau. Tham sân si bỏ bên kia đi, qua bên đây chỉ có giới định huệ thôi. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả những hận thù bỏ bên kia, đi vào bên đây chỉ có yêu thương và tha thứ. Cái gì mà không đúng bỏ bên kia hết. Lên chiếc phà rồi là quý Phật tử ơi, bình đẳng như nhau. Hiểu không? Tu trước tu sau, trai trường trai kỳ, hay lỡ ăn mặn trường mà mặc áo tràng lam cũng được, cũng bình đẳng như nhau, yêu thương và tha thứ với nhau nghe quý Phật tử. Thì như vậy đó mới gọi là vùng đất của tiên. Mỗi một ngày như vậy, bác sĩ nói là cười phải đủ 36 lần thì mình mới có đủ cái năng lượng của Phật. Đạo tràng của mình cố gắng cười cho nhiều nghe quý Phật tử. Không phải cười đủ 36 lần đâu, cười cho nó đủ đủ vậy thôi. Cười nhiều một chút. Cười để cho chúng ta biết tha thứ cho mình, cười để xả choét đi, cười để hàn gắn lại tất cả những vết thương của tình người. Hai người giận nhau mà nở một đường cười với nhau, tức là mở cửa cánh cửa tình người rồi, hiểu không? Để quý Phật tử ơi, chúng ta xích lại gần nhau, rồi chúng ta bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Cuộc đời này đó, nói đi tu để thành Phật, quý Phật tử ơi, nó mơ hồ, nó trừu tượng, nó quyển hoặc lắm. Tu để thành Phật có nghĩa là gì? Tu để yêu thương nhau. Vì Phật là yêu thương, Phật là tha thứ mà, phải không? Cho nên tu để thành Phật có nghĩa là tu để thành tựu được yêu thương đó quý Phật tử. Yêu thương mình và yêu thương muôn loài. Ví dụ con muỗi nó bay lại nó chích mình, nó chích mình, quý Phật tử phải biết yêu thương nó và tha thứ cho nó đi. Nó chích, nó đậu trên tay mình, nó đang chích đó. Quý Phật tử nói mình cũng biết đi kiếm ăn vậy, mình đi kiếm ăn kiểu khác, con muỗi nó cũng đi kiếm ăn kiểu khác vậy. Mình đi vô trong bàn ăn rồi mình cũng hút vậy, phải không quý Phật tử? Mình bới vô chén, mình bới vô tu rồi mình cũng hút vậy. Con muỗi cũng vậy thôi, nó cũng đi kiếm ăn, nó đang hút, nó đang kiếm ăn đó. Cho nên mình kiếm ăn được thì hãy cho con muỗi nó kiếm ăn được, vậy thôi. Mình lấy cái tay mình kiều cho con muỗi nó bay thôi quý Phật tử. Hiểu không? Để lòng từ bi của mình đừng bao giờ vỡ vụn, lòng yêu thương của mình đừng có tan nát.
và sự tha thứ của mình nó trở nên hoàn hảo, hiểu không? Không phải thầy xúi quý Phật tử phải tha con muỗi, nhưng mà mình tập tành tất cả những cái chuyện từ nhỏ vậy đó, để lòng yêu thương của mình nó bắt đầu, nó đâm chồi nảy lọc, nó bắt đầu từ cái hạt giống nhỏ nhất để nó đâm chồi nảy lọc về sau. Mình nên tha thứ như vậy đó quý Phật tử à, đừng có cao có, đừng có giận. Thấy con chuột nó bò vô nhà, tìm cách đuổi cho nó ra. Đừng có chửi bới, đừng có giận hờn, đừng có chửi thầm trong bụng, đừng có nguyền rủa cái gì cả. Mình nguyền rủa nó đâu có nghe, mà tự lộng mình đã làm mất đi cái lòng yêu thương của mình. Còn mình tha thứ cho nó cũng không có biết đâu, nhưng mà mình đang trân trọng được và thành tựu được lòng từ bi của chính mình. Cho nên cố gắng tập từ từ lại đi quý Phật tử, để cái mặt của mình nó trở nên đẹp. Quý Phật tử ơi, mình không phải là hoa hậu, nhưng mà phải làm sao cái mặt của mình nó có một chút cái gì hậu đó quý Phật tử, hiểu không? Mình không phải là hoa hậu, nhưng mà mình sống làm sao cho nó có hậu một chút. Cái nhìn của mình có hậu, lời nói của mình có hậu, tất cả những cử chỉ, hành động, việc làm của tất cả chúng ta đều phải có hậu một chút, hiểu không? Cái ánh mắt của mình có hậu là không có hay, không có liếc ai hết, là cái nhìn có hậu. Đạo tràng của mình tới giờ có hay liếc ai không? Ngô Phật nhiều khi con quên, tức là khi có khi không đó, mình trợn trừng, mình thấy, mình liếc hoài. Cho nên cái đó chính là con mắt của mình không có cái hậu. Lời nói của mình nói ra, đừng có bao giờ tăng cường độ của nó. Mình nói ra làm sao cho nó gọi là ái ngữ nhiếp, nhu mì, nhẹ nhàng, mềm mại, để kết nối yêu thương, thì lời nói đó có hậu quý Phật tử, hiểu không? Cái tướng đi của mình cũng vậy, đi cho đàng hoàng, đi cho chững chạc. Đừng có đi một cách kêu bằng là gọi là cái gì đó quý Phật tử, thất thố, hiểu không? Chứ mình đi mà kêu mà thất thố, mà chưa đi mà chạy, chưa nói mà cười đó, như vậy đó là quý Phật tử ơi, mình không biết yêu thương mình đâu. Cho nên hôm nay nhân cái dịp đầu xuân năm Kỷ Hợi, thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải làm sao giống như Kỷ Hợi vậy đó. Mà Kỷ Hợi là gì? Con heo đất. Mà con heo đất để làm gì? Để tích lũy, hiểu không quý Phật tử? Để tích lũy. Cái chữ ích xì, u ớ anh nờ xuân. Chữ ích xì là gì? Là hai cái đầu nhọn nó giao với nhau, phải không? Cái chữ ích là cái nhọn này với cái nhọn này, tức là cái tận cùng của năm cũ nó giao với cái bắt đầu của năm mới, hiểu không? Cho nên chữ ích xì là sự giao nhau giữa năm cũ và năm mới, lục thời giao nhau, năm giao nhau, tháng giao nhau, ngày giao nhau, giờ phút giây. Cho nên cái chữ ích xì là giờ phút của giao thừa đó quý Phật tử, chữ ích xì. Còn chữ u là gì? Là cái tâm của chúng ta đang dung chứa thời khắc của trời đất giao hòa với nhau, để mà dung chứa tất cả những tình người giao hòa với nhau, trong gia đạo vợ chồng giao hòa với nhau, cha mẹ con cái giao hòa với nhau, anh chị em giao hòa với nhau, tình hàng xóm giao hòa với nhau, con người và vạn vật giao hòa với nhau trong chữ u đó, hiểu không? U là dung chứa mà. Rồi tới chữ ớ là nấc thang. Mình dung chứa, mình tích lũy để mình có một nấc thang, để mình phát triển, mình đi lên, để mình phát tài. Nó có dấu mũi tên là dấu ớ đó, để chỉ cho mình đi lên, để phát tài, để phát triển, để hưng thịnh, để an khang, để thịnh vượng. Còn chữ N là gì? Là nhịp của chúng ta, cái đi làm của chúng ta, cái nhịp của chúng ta cứ đều đặn lên xuống lên, cứ đi đều đặn không ngừng nghỉ. Có nghĩa là chữ xuân ở đây có nghĩa là sự giao nhau của trời đất, để dung chứa tất cả những điều thiện, để có một cái nấc thang để chúng ta tiến bước lên con đường sự nghiệp và tương lai bằng những cái bước chân đi, không bao giờ dừng lại, cứ đi lên, đi tiếp, lên xuống, đều đặn như vậy. Đó là ý nghĩa của chữ xuân, hiểu không? Cho nên hôm nay, nhân dịp mùa xuân về, năm Kỷ Hợi con heo đất, tất cả chúng ta cần phải tích lũy trong tâm của mình, dành dụm cho mình từng đồng công đức. Quý Phật tử đi vô chùa lại Phật, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con lại được Phật, con xin gửi vào trong ngân hàng tâm linh của con một đồng công đức. Hôm nay con dẫn bà cụ đi qua đường, con xin gửi cho ngân hàng tâm linh của con một đồng công đức. Hôm nay con lượm một mảnh da chai, con bỏ vào trong lề, bạch Đức Thế Tôn, con xin gửi vào trong ngân hàng tâm linh của con một đồng công đức.
hôm nay con sám hối, hôm nay con phóng sanh, hôm nay con từ thiện, bạch Đức Thế Tôn, con xin gửi vào trong ngân hàng tâm linh của con một đồng công đức. Được không quý Phật tử? Tích lũy đi. Làm cái gì cũng phải nhớ, làm cái gì cũng phải bạch Đức Thế Tôn, làm cái gì cũng thấy Đức Thế Tôn đang trước mặt mình. Vậy thì Đức Thế Tôn vẫn còn tại thế. Hiểu không? Còn mình làm mà mình quên trình Phật, quên báo Phật, có nghĩa là Phật xa mình nhiều lắm. Còn bây giờ quý Phật tử ơi, mình sống mình đừng bao giờ để cho Phật xa mình, mà Phật mãi mãi trước mặt mình, hiện hữu ngay chỗ của mình, Phật vẫn còn sống. Hiểu không? Làm cái gì cũng bạch Đức Thế Tôn hết. Bạch Đức Thế Tôn, ví dụ như bà đó bà chửi mình, bạch Đức Thế Tôn, con đi đến chùa, con trồng cây bồ đề, mà hôm nay bà ấy, ông ấy đang chửi, đang mắng con, tức là bà ấy, ông ấy đang dùng phân cho cây bồ đề của con. Hiểu không? Còn người ta khen mình, cũng vậy, bạch Đức Thế Tôn, con vô trong chùa Tiên Châu, con trồng cây bồ đề, hôm nay bà ấy, ông ấy đang khen tặng con, tức là đang tưới nước cho cây bồ đề của con. Người ta khen mình là tưới nước, người ta chửi mình là dung phân. Quý Phật tử ơi, mình trồng cây có cần người ta tưới nước dung phân không? Cần phải không? Nhưng mà đừng để người ta tưới nước nhiều quá, nó thối rễ. Hiểu không? Người nào tu mà khoái người ta khen, mau hư lắm quý Phật tử à. Tu mà để người ta khen hoài, dội nước vô hoài, riết rồi nó thối gốc luôn, nó vàng lá, nó rụng cây luôn. Hiểu không? Cho nên tu, người ta chửi mình, tức là dung phân cho mình. Thì như vậy, mỗi một lần mà mình đụng chuyện, mình bạch Phật, bạch Bích Quán Thế Âm, thì như vậy quý Phật tử ơi, mình đâu có đi một mình lẻ loi, xung quanh mình vẫn có Bồ Tát, xung quanh mình vẫn có bàn tay di diệu của Phật. Hiểu không? Cho nên mình không có buồn. Thí dụ như bây giờ lỡ mất tiền nè, ngồi sao mà, ủa sao kỳ ta, nãy 200 ngàn trong túi giờ đâu mất tiêu rồi, buồn liền. Nhưng mà mình phải nói lại mẹ Quan Thế Âm, 200 ngàn trong giỏ của con, hồi nãy con có nhớ có đem theo, bây giờ con lục không thấy, không biết nó có lọt ở dưới hay không. Nhưng mà lại mẹ Quan Thế Âm, tiền không có mất, giống như thao nước để ngoài nắng, nó bốc hơi lên thôi. Hiểu không? Mùa mưa năm sau tự động nó rơi trở xuống lại, không có mất. Hiểu không? Mình phải nói với mình như vậy, bạch với Phật như vậy, để lòng của mình luôn luôn lúc nào cũng là bình đẳng tâm tự tại. Thì như vậy mới là yêu thương và tha thứ. Như vậy cuộc đời của mình mới có một mùa xuân vĩnh cửu, hiểu không? Cho nên mùa xuân vĩnh cửu là nụ cười còn hoài. Còn quý Phật tử ơi, mình đánh mất nụ cười là đánh mất luôn cả một mùa xuân. Cho nên thầy nhắc lại câu hồi lúc ban đầu thầy nói đó, chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Hiểu không? Chớ bảo xuân nó tàn rồi, qua mai nó rụng hết. Đừng có nói vậy, đêm qua sân trước một cành mai, tức là vẫn còn đâu đó một cành mai, một đó mai, một nhánh mai, một lá mai, nó vẫn còn tồn tại một mùa xuân. Hiểu không? Cho nên quý Phật tử ơi, mùa xuân đã đi qua rồi đó, mà quý Phật tử vẫn còn đối xử với nhau bằng nụ cười, mùa xuân vẫn còn hiện hữu. Hiểu không? Đối xử với nhau vẫn còn nụ cười là mùa xuân vẫn còn mênh mang. Đối xử với nhau vẫn còn nụ cười thì quý Phật tử ơi, mùa xuân nó vẫn còn tồn tại. Quý Phật tử đối xử với nhau nó còn có một mùa xuân thì nắng xuân nó vẫn còn ấm. Đến với nhau bằng nụ cười, gió xuân nó vẫn còn thổi. Đến với nhau bằng nụ cười, hơi xuân nó vẫn còn mát. Đến với nhau bằng nụ cười, tình xuân nó vẫn còn động lại. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó, hãy mong đạo tràng của chúng ta thêm một lần nữa, làm sao cho những đóa hoa lam này luôn luôn lúc nào cũng nở hết. Nở mà không phải là nở trên cây, mà nở trên mặt. Hiểu không? Có những cái hoa nó nở trên cây mau tàn lắm, mà thầy muốn cái hoa này nó nở trên mặt của mình, đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười. Hiểu không? Nở trên mặt của mình không có tàn. Hồi đó còn trẻ, răng cỏ nó còn y nguyên, cười cũng vậy. Mà giờ rụng hết rồi, cười cũng y nguyên như vậy. Hiểu không? Chỉ thiếu răng thôi. Hiểu không? Nhưng mà nụ cười nó vẫn còn y nguyên. Thì như vậy đó, tất cả chúng ta sẽ được một mùa xuân luôn luôn lúc nào cũng ở kế bên mình. Một Đức Phật mãi mãi không bao giờ cách xa mình. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta, thầy nhắc lại, hãy nạp năng lượng của Như Lai trên bờ môi của mình. Nụ cười chính là năng lượng của Phật, và nụ cười chính là yêu thương nhau, và nụ cười cũng chính là hãy tha thứ cho nhau. Thầy cầu chúc cho thầy chủ trì, thầy Thiện Đạt ở đây, một năm mới, tức là tinh thần luôn thanh thản, đôi chân nó luôn luôn lúc nào nó cũng mà trong sáng, trái tim luôn luôn lúc nào nó cũng là bình an, để rồi Phật sự luôn luôn lúc nào nó cũng nhẹ nhàng cả. Còn cầu nguyện cho toàn thể nam nữ Phật tử chùa Tiên Châu của chúng ta, thêm một mùa xuân mới, thêm một tuổi đạo mới,
thêm một nụ cười mới, thêm một niềm tin mới, thêm một an lạc mới, thêm một hạnh phúc mới, và nhất là thêm được một cả một trời yêu thương che chở của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, thật là một hạnh phúc cho tịnh nghiệp đạo tràng chùa Tiên Châu của chúng con ngày hôm nay. Nhân khóa tu niệm Phật An Lạc một ngày lần thứ 123, và để cho mở màn một năm mới Kỷ Hợi dân dịp đầu xuân, Thượng Tọa Giảng Sư đã bất từ bi nguyện trở về đây ban bố cho chúng con một thời pháp vô cùng quý giá để đón xuân Kỷ Hợi. Chúng con xin thành kính cảm niệm công đức của Ngài và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, ngõ hầu hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chúng con xin chân thành cảm niệm công đức của Thượng Tọa, một lần nữa cảm niệm công đức Ngài, và chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Thượng Tọa đã về đây ban cho chúng con một mùa xuân Kỷ Hợi đầy pháp lạc. Chúng con cố gắng tinh tấn để tu hành, luôn luôn mùa xuân đến với chúng con trong cuộc đời hướng về Phật Pháp. Một lần nữa xin cảm niệm công đức của Thượng Tọa, cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư khởi thân cùng toàn thể đạo tràng đồng nhất tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin ban dẫn thỉnh ban chung cổ cử chiên trống Bát Nhã, cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy phương trượng. Lòng chung lòng yêu thương, xuân đến rồi mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời chân nắng ấm quê hương, xuân Di Lặc là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui mai vàng khắp lối, người hỡi đừng quên lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi